thằng con trộm xe. Mẹ sinh con, nhà làm gì còn tiền? Á, à, không được, chỉ còn cái xe này để mẹ đi chợ kiếm tiền ráo giáo qua ngày. Còn lấy nó thì cả mẹ cả con sống bằng gì hả? Buông ra. À, không được, Đức ơi. Cướp, mỡ làng Đức ơi, cướp, giúp tôi với. Cướp đâu? Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Cướp, mỡ làng Đức ơi. Trời ạ, à, tưởng cướp ở đâu? Hóa ra lại là nhà bà Dân. Cái thằng này, mày có để cho mẹ mày sống nữa hay không? Bắt bỏ tay ra, đây không phải xe của mày, mày phải để lại. Bỏ ra, không, phải để lại. Được rồi, tôi chết cho mà xem. Trời ơi, tụi con chẳng quản chi thân, chỗ ước mẹ nằm chỗ ráo con lăn. Ai ngờ sự đời lại trái ngang thế này. Ai đây? Chào chị Dân, em sang hỏi thăm với lại mang cho chị bát cơm. Cảm ơn cô, nhưng tôi chả còn thiết ăn uống gì nữa, mà chẳng biết giờ này thằng Đức nó ăn uống gì chưa. Hay, đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Chị cứ mặc nó no đói vài bữa cũng chẳng chết được đâu. Còn chị cũng phải nghĩ cho bản thân mình đi. Dần nó như thế tôi đau lòng lắm. Dù sao nó vẫn là con mình đứt ruột đẻ ra. Thôi thì con dạy cái mang. Ai mua rau đi? Mấy hôm thời tiết thay đổi, trong người mệt mỏi quá. Đứng lại, trộm, trộm, bắt lấy nó, đứng lại. Chuyện gì thế kia? Thôi chết, hình như thằng Đức. Trời ơi, con tôi, xin hãy tha cho con tôi. Trời ơi, thì ra bà ấy là mẹ của thằng trộm này. Mẹ, mẹ ơi. Thôi chết, bà ấy ngất đi rồi kìa. Đưa nó lên công an, còn tôi với anh đưa bà ấy vào viện ngay. Mẹ, mẹ ơi. Thời gian sau, thế mà cũng thấm thoát 100 ngày rồi. Chị an tâm yên nghỉ, chúng em sẽ chăm lo nhà cửa giúp chị. Mình ơi, xong chưa? Nhanh cùng nhà bác Sáu ra thăm mộ chị Dân. Dân, tôi xong rồi đấy. Mẹ ơi, tha lỗi cho con. Là thằng Đức thì phải. Mẹ ơi, tha lỗi cho con. Đúng là sự đời nhiều lúc trái ngang. Lúc mẹ còn sống không lo báo đáp, chỉ biết phá phách. Đến lúc mẹ không còn nữa thì khóc lóc hay than thở, dù bao nhiêu nước mắt cũng có mang mẹ trở về được đâu. Chị Dần ơi, thằng Đức mà chị cả đời lo lắng, cả đời nhịn ăn, nhịn mặc, dành dụm nuôi nấng, hôm nay đã về bên chị đây. Mẹ ơi, tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Con xin lỗi. Dì ơi, con lại dì, con lại mẹ. Con muốn chết đi cho xong, nhưng con lại sợ con lại mang cái bản tính bất hiếu này xuống dưới đó, mà khiến mẹ lại chẳng thể yên nghỉ. Mẹ tha thứ cho con phải làm lại cuộc đời đã. Khi nào thành người tử tế con sẽ dạy hậu mẹ. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, cuối cùng thì nó cũng nhận ra. Một năm sau, cảm ơn bác. Lần sau bác cần gì, cứ qua cửa hàng cháu nhé. Chuyến dã ngoại trong vườn. Cho tôi một gói xôi xéo 5.000. Minh đi học đi con, mẹ làm một mình được rồi. Không sao đâu mẹ, để con giúp mẹ. Cổng trường ngay đây rồi, con chạy nhanh ấy mà. Con trai ngoan quá, giúp gì nha. Cảm ơn bác, cháu được cái thích giúp mẹ lắm mà. Con vào lớp đây mẹ ơi, con chào mẹ. Ừ, con đi nhé, học vui nha con. Các bạn ơi, tớ vừa thấy bác bảo vệ nói là sắp được đi tham quan đấy.
đi tham quan á. Ở đâu hả Bình? Tớ cũng không rõ. Thấy bác bảo đi một ngày một đêm, tận sáng hôm sau mới về cơ. Thích quá, chắc là vui lắm đây. Lớp mình sẽ cắm trại ngoài trời, xong tối nằm rình sao băng nha. Đúng đấy, còn thi cắm trại giữa các lớp nữa. Mà tớ thấy bảo ở những vùng cao cao, đêm nằm ngắm sao kiểu gì cũng thấy sao băng đó. Thích ghê, mình sẽ xin mẹ đi cùng lớp. Cô quá khất tôi đến lần thứ hai rồi đấy nha. Chị thư thả cho thêm vài bữa nữa. Mấy hôm nay nắng nóng bán kém quá, giá nếp ngon lại tăng, nên cứ khoản này chồng chéo lên khoản khác. Thôi được rồi, nể tình cô ở nhà tôi cũng lâu rồi, cho cô hoãn đến cuối tháng đấy nha. Thôi à, tôi về đây. Con về sớm thế? Vẫn như mọi ngày mà mẹ. Ừ, hôm nay đầu óc mẹ như trên mây vậy. Thôi rồi, mẹ chưa nấu cơm trưa nữa. Con chờ mẹ một lát nhé, mẹ sợ nấu xong ngay thôi. Mẹ ơi, không sao đâu mẹ. Sáng mẹ còn xôi không? Con ăn xôi cũng được mà. Thôi, sáng con đã ăn xôi rồi mà. Ăn xôi suốt nóng ruột lắm. Để mẹ đi nấu cơm cho con ăn. Mẹ ơi, xôi mẹ nấu ngon nhất quả đất luôn. Ăn mãi không thấy chán. Con trai ngoan của mẹ. Mẹ Minh ơi, ngày mai mẹ Minh bán sớm, cho lớp mua mang đi ăn sáng nha. Ờ, lớp đi đâu thế mẹ Bình? Chị không biết à, mai các con đi tham quan một ngày một đêm ở rừng quốc gia mà. Thế mình không nói gì với chị à? Ờ, thế bây giờ đóng tiền có kịp nữa không vậy mẹ Bình? Chốt xong danh sách xe rồi mà. Ờ, vậy thôi à, tôi đi nha. Lạ thật, sao thằng bé không nói gì với mình vậy? Mình à, con đang học đấy à? Vâng ạ, mẹ cần con giúp gì ạ? À? À, mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ? Minh này, sao con lại giấu mẹ chuyện đi tham quan thế? Mẹ ơi, phải đóng những 300 ngàn bằng mấy ngày bắn xôi của mẹ. Thà để tiền ấy thêm vào đóng tiền nhà còn hơn. Làm sao con biết chuyện đấy? Minh ơi là Minh, mẹ xoay sở được mà con. Tiền tiết kiệm đấy là để cho con. Mẹ nhất quyết không dùng đến, mẹ lo được. Ngày mai các bạn đi tham quan rồi, mẹ không kịp đóng tiền. Mẹ xin lỗi Minh nhé. Mẹ ơi, con có ý này, hay bây giờ mẹ con mình đi tham quan đi. Đi tham quan bây giờ ư? Là thế nào, mẹ không hiểu. Mẹ có tấm bạc nào không ạ? Với cả hai cái gậy dài, mẹ chuẩn bị cho con thêm 4 cái cọc và ít dây thừng nhỏ mẹ nhé. Con xuống bếp một lát. Mẹ à, mình sẽ cắm trại ở khoảnh đất trước sân nha. Ờ, cắm trại ư? Nhưng mà... Đi đi mẹ, sẽ vui lắm. Chà, đẹp đấy con trai. Ở trường dạy dựng trại đấy mẹ ạ. Không cắm trại với các bạn, cắm trại cùng mẹ cũng được mà. Mẹ nhìn xem, còn có cả thức ăn này, y như đi cắm trại thật luôn ý. Mẹ ăn đi, lát nữa còn ngồi đợi sao băng nữa mẹ ạ. À. Sao băng ư? Đêm nào cũng có sao băng à con? Con thấy trên tivi, mỗi khi có cảnh một nhóm bạn đi du lịch, cắm trại dã ngoại, thế nào cũng thấy sao băng mẹ ạ. À. Mẹ chuẩn bị điều ước đi. Con trai của mẹ, mẹ chỉ mong con luôn mạnh khỏe, vui tươi, hồn nhiên như bây giờ thôi. Cảm ơn con đã luôn nghĩ cho mẹ, thương mẹ. Mẹ có thấy chòm sao cong cong kia không? Là sao thần nông đấy. Trông như một lão nông đang khom lưng ấy. Mình giỏi thật đấy. Bây giờ thì mẹ mới biết. Mẹ ơi, đây là chuyến dã ngoại tuyệt vời nhất của con mẹ ạ. À. Chỉ cần có mẹ thôi, ở đâu cũng vui hết. Thôi, hôm nay mình sẽ làm cho bầu trời sạch sẽ, để ánh mặt trời ấm áp khắp muôn nơi. Càng ngày càng nhiều đám mây bẩn, không hiểu phía dưới kia
con người làm gì khi không khí lại ô nhiễm thế này? Phải dùng đến tấm lưới lọc mây mới được. Hay nhiều sản bẩn. Hóa ra là khói bụi từ các nhà máy. Đây rồi. Mai mà có những khu rừng xanh tốt thế kia, hãy giúp xử lý những sản bẩn từ không khí. Nếu không thì trái đất này đã bị ô nhiễm nặng rồi. À, nhìn kìa, đám mây kia giống khuôn mặt một người đang cười đó. Kìa, một con ngựa bông. Một đám mây hình ô tô kìa. Thêm một con cừu nữa kìa. Một con ngựa bông. Xem kìa, một đám mây đang bay xuống kìa. Có đúng là mây không? Đúng là mây đó. Chẳng lẽ mây lại nghe thấy điều ước của chúng mình sao? Ước gì chúng ta được ở trên đó sẽ tha hồ để cho chúng ta vui chơi và sáng tạo. Vào thử sẽ biết. Các bạn có sao không? Ôi, êm quá, mềm quá. Các bạn ơi, vào đây chơi đi. Chào. À, ông khổng lồ bằng mây đấy. Chào, cứ chơi thỏa thích nha. Thật không ạ? Thật. Thôi chết, tao quên mất công việc, tao phải đi đây. Nhiều mây đen quá, phải dọn ngay thôi. Dừng lại, xin dừng lại. Xin ngài hãy dừng lại, phía dưới kia đã ngập lụt cả rồi. Nếu ta không lau sạch những đám mây, ánh mặt trời sẽ chẳng thể rọi xuống, thì cả trái đất sẽ dần chìm vào bóng tối thôi. Thưa ông, liệu có thể đẩy những đám mây này về phía biển không? Ừ nhỉ, thế mà ta không nghĩ ra. Quá nhiều sản bẩn. Không được rồi, cánh rừng đã quá tải. Chúng ta cần phải có nhiều cây xanh hơn. Đúng vậy, chúng ta phải cùng nhau giúp đỡ ông ấy bảo vệ bầu trời này. Nhất trí. Nhìn kìa, ông khổng lồ đang mỉm cười với chúng ta kìa. Chúng cháu chào ông. Ông ơi, hôm nay bầu trời đã quang đãng, trong veo rồi. Ừ, cảm ơn các cháu. Trước ngọn núi cao. Thưa cha, con với chú Lâm giờ đều đã có gia đình riêng. Chúng con tính sẽ đi buôn bán để cải thiện kinh tế gia đình. Cha thấy thế nào ạ? Các con tính thế cha rất ủng hộ. Chỉ có điều muốn làm ăn phát tài, các con phải không ngại khó, ngại khổ mới mong thành công được. Chợ gần thì đông người bán rồi, nên các con muốn làm ăn được, hãy đi chợ xa. Phía sau những ngọn núi kia có rất nhiều chợ, các con tới đó xem sao. Vâng. Mệt quá. Gắn lên, sang được bên kia rồi là kiếm được tiền rồi.
ngày đầu tiên đi buôn bán, được thế này cũng ổn đấy chứ. Này, chú có muốn kiếm tiền nhiều hơn không? Dĩ nhiên là có rồi, anh có cách gì sao? Sáng nay anh có nghe một người dân nói, ở đây vẫn chưa phải là nơi dễ làm ăn nhất đâu. Ở phía bên kia ngọn núi phía trước còn có một khu chợ nữa. Nơi đó người mua thì nhiều, người bán lại ít, chắc chắn làm ăn sẽ rất thuận lợi. Phía bên kia ngọn núi ư? Xa quá. Đường núi lại khó đi, e rằng... Chú cứ nghe anh, rồi chúng ta sẽ trở thành những thương nhân giàu có cho mà xem. Muốn đổi đời, phải chịu khó một chút. Đi qua ngọn núi này, chúng ta sẽ bán được nhiều hàng. Mau đi thôi. Anh ơi, em thấy không ổn đâu. Bình thường leo ngọn núi nhỏ kia qua chợ đã mệt hết cả hơi rồi, mà lời lãi cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ mà leo ngọn này nữa thì... Núi cao, ít người leo qua được thì hàng hóa mới khan hiếm. Nếu chúng ta sang đó, chúng ta mới có thể buôn to bán lớn được. Thôi anh ơi, ngọn núi cao thế này, có leo được thì cũng hết hơi. Em chẳng dại, em quay về bán chợ gần. Anh thích thì anh cứ đi một mình vậy. Vậy là mình đã tới được chợ rồi. Bán cho tôi một cơm cá khô. Dạ có ngay ạ. Đúng thật, chợ đông mà người bán thì ít, nên mới đầu đã có lãi rồi. Cứ thế này thì mai mình phải mang nhiều hàng hơn mới được. Anh lấy nhiều hàng thế này, bán đến bao giờ mới hết? Ồ, chú Lâm đấy à. Anh buôn bán ở chợ mới thuận lợi lắm. Chỗ hàng này anh chỉ bán trong 3 ngày là hết. Thật vậy sao? Đấy, chú xem, anh còn mới thuê thêm người làm, chứ vợ chồng anh làm không xuể. Mà việc buôn bán của chú dạo này thế nào, có tốt không? Ây, chán lắm anh ơi. Chợ thì càng ngày càng nhiều người bán, mà người mua thì vẫn thế. Hôm nay em sang anh cũng là để hỏi mượn anh ít tiền. Hàng hóa không bán được, mà đến kỳ thanh toán nợ rồi, nên... Đến mức đó cơ à? Giá mà trước đây em nghe theo anh, chịu khó thêm một chút, trèo qua núi sang bên kia, thì giờ đâu đến nổi. Giờ con mới ngộ ra sao? Trước khi đi làm ăn, cha đã nói với các con phải chịu khó chịu khổ rồi cơ mà. Kìa cha, ở đời sự khó khăn và dễ dàng hoàn toàn không có ranh giới nhất định đâu con à. Vấn đề chỉ là ở quan điểm của từng người thôi. Đứng trước một ngọn núi cao, con cho đó là trở ngại, nhưng anh con lại cho đó là cơ hội kinh doanh. Nguy cơ rủi ro luôn rình rập bất cứ thương nhân nào, nhưng thành công thì chỉ mỉm cười với những người không sợ khó, sợ khổ và biết nắm lấy cơ hội thôi. Thưa cha, vì sớm nhục chí nên giờ con rất xấu hổ. Con chỉ... Biết xấu hổ mà còn dám qua nhà anh mình mượn tiền sao? Theo cha, con nên đi theo anh để học hỏi cách làm ăn thì tốt hơn đó. À phải rồi, hay chú sang làm cùng anh. Đằng nào cũng phải thuê người, chú sang giúp anh. Có gì anh em bảo nhau làm ăn. Vâng, em xin nghe theo bố và anh. Được rồi, vậy ta vào việc ngay thôi. Ngoại tình. Alo, anh về đến đâu rồi? À, anh quên báo lại với em mất. Anh đang định về thì mấy ông cùng cơ quan rủ đi nhậu tí. Em cứ ăn trước đi nhé. Ủa, em về rồi à? Em sao vậy? Em mệt, em đã ăn gì chưa? Em không thấy đói. Vậy em đi nghỉ đi,
anh có cuộc hẹn với mấy thằng bạn tối nay. Anh đi một lúc rồi anh về nhé. Các ông rất đáng phê bình đấy nha. Lần nào gọi tụ tập cũng thiếu người. Chỉ có tôi là luôn đầy đủ thôi. Điểm này thì em công nhận. Anh thấy luôn thiệt tình nhất. Này, thế mà anh ấy vẫn lãng mạn lắm nha. Cuối tuần vẫn hẹn hò với vợ như thời mới yêu ấy. Nói dốc, hẹn hò đâu chứ. Anh còn chối à, cuối tuần vừa rồi em thấy chị nhà đứng như đợi ai đó ở bên bờ hồ. Chẳng đợi anh thì đợi ai? Làm gì có. Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Không thể nhầm được. Em gặp chị nhà anh không ít lần. Chẳng lẽ em nhầm? Lại đi đâu rồi? Dạo này không biết làm gì suốt ngày về muộn. Em nhớ anh. Cuối tuần vừa rồi em thấy chị nhà đứng ở bờ hồ. Chẳng đi với anh thì với ai? Anh... Sao anh biết em ở đây mà qua? Em làm gì ở đây? Em hóng gió tí thôi. Chẳng phải anh bảo hôm nay đi nhậu với bạn nên em... Cô thôi ngay đi. Định dối tôi đến bao giờ? Tôi đã biết hết rồi. Nói thật đi, cô đứng đây chờ ai? Anh nói gì vậy? Em không hề chờ ai, hẹn ai cả. Đi, cái này đã nói lên tất cả. Nó là nhật ký của em. Nhưng sao anh lại suy diễn như thế? Đừng vờ vịt nữa. Giờ thì tôi đã biết vì sao dạo này cô hay về muộn rồi. Cô đang ngoại tình đúng không? Ngoại tình nữa? Em chưa từng làm gì có lỗi với anh. Thế cô viết trong nhật ký bao nhiêu dòng em nhớ anh? Chẳng lẽ là nhớ tôi sao? Đúng là nhớ anh. Nhớ tôi à? Phải. Em nhớ anh. Nhớ anh của ngày xưa. Ngày xưa anh yêu thương và lo lắng cho em biết bao. Còn bây giờ anh bỏ em cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của chúng ta. Em chỉ có thể đi tìm được niềm an ủi trong quá khứ mà thôi. Em còn nhớ ngày xưa chính tại nơi này. Thật, em rất nhớ anh của ngày xưa. Anh nhớ hết rồi. Anh là một người chồng tồi. Anh xin lỗi em. Từ nay, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, phải buồn khổ thêm nữa. Tha lỗi cho anh. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.